chuỗi cửa hàng bán lẻ đồ dùng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp có trụ sở tại Hồng Kông, vừa ra mắt cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam. Ông Lý Gia Thành là một trong những người giàu nhất thế giới. Với sự nhạy bén kinh doanh, doanh nhân họ Lý bắt đầu với một công ty sản xuất đồ nhựa, sau đó xây dựng tập đoàn khổng lồ trị giá hàng tỷ đô la Mỹ, trong đó có thương hiệu đình đám Watsons, được thành lập tại Hồng Kông năm 1941. AS Watson Group là mảng kinh doanh bán lẻ của tập đoàn Hutchison Holdings thuộc sở hữu của tỷ phú giàu nhất Hồng Kông Lý Gia Thành, mang về doanh thu 20 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Watsons hiện là hãng bán lẻ mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe lớn nhất tại châu Á và châu Âu. Trước khi vào Việt Nam, Watsons đã có mặt ở Thái Lan, Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia, v.v. Thương hiệu chủ lực về làm đẹp và chăm sóc sức khỏe của tập đoàn AS Watson đã có mặt tại 13 thị trường với hơn 7.200 cửa hàng phủ khắp châu Á và Đông Âu. Được biết, cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam cung cấp đa dạng dòng sản phẩm chăm sóc da, trang điểm, dược mỹ phẩm với hơn 6.000 sản phẩm trưng bày và hơn 8.000 sản phẩm bán qua kênh thương mại điện tử.